Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Cùng với các đoàn tuyển thủ đến từ 10 quốc gia ASEAN, đoàn tuyển thủ bắn súng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã sẵn sàng tranh tài tại giải bắn súng AM32 được tổ chức tại Philippines. Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của chính phủ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 11. Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sáng nay, Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng. Thực hiện kết luận của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân vào ngày 31 tháng 10 vừa qua, các cơ quan đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng đã tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm sự kiện theo nhiệm vụ được phân công, đạt chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Các cơ quan đơn vị đã làm tốt các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, triển khai hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật, chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời chuẩn bị chu đáo hội thảo khoa học, công tác trưng bày triển lãm và tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân là sự kiện quan trọng không chỉ của quân đội mà còn của quốc gia trong năm 2024. Do đó, công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là lễ meeting kỷ niệm, phải bảo đảm trang trọng, đúng tầm vóc, tạo ấn tượng mạnh mẽ, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cao. Đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nghiên cứu, phối hợp điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, chủ động làm tốt công tác phối hợp, triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng đồng chí Orlando Nicolás Hernández Guillén đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đồng thời, mong muốn trên các cương vị tiếp theo, đồng chí sẽ luôn ủng hộ, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Cuba. Đại tướng Nguyễn Tân Cương chuyển lời chào trân trọng của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới đồng chí Đại sứ Cuba tại Việt Nam và nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba phát triển ngày càng đi vào chiều sâu thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng. Năm 2025, chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba 1960-2025. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba. Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ xúc động trước tình cảm mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành cho cá nhân đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ Cuba-Việt Nam. Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng ngày càng phát triển. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sáng nay Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm chúc mừng cán bộ giảng viên Học viện Quốc phòng. Gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ các thế hệ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị
Học viện Quốc phòng tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chiến lược về giáo dục đào tạo, phát huy năng lực toàn diện, kết hợp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viện cần quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo, luôn nêu cao tinh thần tìm tòi, học hỏi, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng các bài giảng, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo đối với từng đối tượng. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng cũng đề nghị Học viện Quốc phòng chú trọng làm tốt hơn nữa hợp tác quốc tế về đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với các nước. Tin phóng viên chúng tôi vừa gửi về từ Liên bang Nga. Hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn phân ban Việt Nam trong Ủy ban phối hợp Liên chính phủ về Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Saint Petersburg và chủ trì cuộc gặp các cựu chiến binh cùng thân nhân đã giúp Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Lễ dâng hoa bên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg nằm trong nơi giao nhau giữa con phố mang tên Hồ Chí Minh và đại lộ Khai Sáng, được khai trương đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Petrograd, nay là Saint Petersburg, ngày 30 tháng 6 năm 1923, 30 tháng 6 năm 2023. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga với tình cảm và sự yêu mến dành cho lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam. Tin tưởng, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg sẽ trở thành địa điểm văn hóa cho người dân hai nước, nhắc nhớ các thế hệ nỗ lực hơn nữa vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Nga. Tại cuộc gặp, các cựu chiến binh cùng thân nhân đã giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến xúc động chia sẻ, lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử. Đây là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trong giai đoạn hiện nay. Cả hai đất nước đều không quên các chiến sĩ quốc tế cộng sản, những người con ưu tú của Việt Nam đã ngã xuống khi bảo vệ Moscow khỏi phát xít Đức vào những ngày tháng khốc liệt mùa đông năm 1941, cũng như sẽ luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình chí nghĩa mà nhân dân Liên Xô đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công, thành tích và sự hy sinh của các cựu chiến binh Nga đã để lại trong lòng nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu nặng và sự trân trọng đặc biệt. Đảng, nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa to lớn và hiệu quả đó. Thời gian gần đây, khi đất nước có điều kiện hơn và tình hình sức khỏe của các cựu chiến binh Nga cho phép, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trân trọng mời các đoàn cựu chiến binh sang thăm lại Việt Nam. Bày tỏ vinh dự và xúc động khi được gặp đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại chính thành phố Saint Petersburg, các cựu chiến binh Nga cho biết bản thân tự hào được góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam, vui mừng về những thay đổi kỳ diệu ở Việt Nam và hy vọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Liên bang Nga và Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững. Chúc các cựu chiến binh Nga cùng thân nhân mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời các cựu chiến binh Nga tại Saint Petersburg sang Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân và thăm lại Việt Nam, nơi các cựu chiến binh Nga đã trải qua những năm tháng gian khổ, hào hùng và đầy tự hào. Dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn công tác đã đến thăm Học viện Quân y Kirov, Bộ Quốc phòng Nga và tặng quà động viên các học viên đang học tập tại đây. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của mỗi cá nhân, các học viên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả cao nhất để khi về nước tiếp tục cống hiến cho ngành quân y Việt Nam. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Với nhiều đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được triển khai sâu rộng trong toàn quân, trở thành nhu cầu và việc làm thường xuyên trong cán bộ chiến sĩ ở mỗi cơ quan đơn vị. Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, quần chúng
trong các cơ quan đơn vị quân đội, nâng cao hơn nữa ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức xây dựng và kịp thời phát hiện, lan tỏa các mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành cho các lực lượng chuyên môn, hôm nay Tổng cục Kỹ thuật đã tổ chức tập huấn khai thác phần mềm chuyển đổi số và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn chế độ kế toán đơn vị dự toán. Tại lớp tập huấn các phần mềm chuyển đổi số của Tổng cục Kỹ thuật do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel phát triển trên mạng chuyển số liệu quân sự, cán bộ nhân viên tham gia lớp tập huấn đã được giới thiệu hướng dẫn cách khai thác, vận hành các phần mềm, bao gồm phần mềm báo cáo tổng hợp và phân tích dữ liệu, phần mềm quản lý công việc, số hóa quy trình nghiệp vụ, kho tài liệu số ngành kỹ thuật. Sau lớp tập huấn, các cơ quan đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật có thể chủ trì vận hành, quản trị, khai thác sử dụng hiệu quả các phần mềm trong phạm vi lĩnh vực mình phụ trách hoặc trong phạm vi nội bộ cơ quan đơn vị, từ đó góp phần để Tổng cục Kỹ thuật từng bước chuyển dịch sang phương thức làm việc trên môi trường số. Trong thời gian tập huấn chế độ kế toán đơn vị dự toán trong Bộ Quốc phòng do Cục Tài chính Bộ Quốc phòng tổ chức tại Quân khu 4, các đồng chí tham gia lớp tập huấn được hướng dẫn một số nội dung cập nhật chuyên ngành tài chính như hệ thống tài khoản kế toán, phương pháp hạch toán kế toán, phổ biến các nội dung cơ bản của Thông tư số 23 năm 2023 của Bộ Tài chính và Thông tư số 72 năm 2024 của Bộ Quốc phòng. Lớp tập huấn sẽ giúp các học viên sử dụng thành thạo các phần mềm trong hệ thống quản lý kế toán theo chế độ kế toán mới của Bộ Quốc phòng để phục vụ tốt cho công tác thống kê, quản lý tài sản, quản lý tiền lương trong đơn vị. Chiều nay, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng và Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 01 ngày 25 tháng 10 năm 2019 giữa Cục Hồ sơ Nghiệp vụ Bộ Công an và Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng trong trao đổi, cung cấp, quản lý, khai thác thông tin về đối tượng phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. 5 năm qua, các cơ quan thuộc hai đơn vị đã tích cực trao đổi, cung cấp thông tin tiền án, tiền sự về đối tượng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo đảm điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu về pháp luật và nghiệp vụ. Qua trao đổi thông tin nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xử lý thành công nhiều vụ việc nổi cộm. Bên cạnh đó, hai cơ quan định kỳ trao đổi thông tin tài liệu diễn biến về đối tượng để bổ sung vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của ngành công an, tổ chức nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ cho ngành điều tra hình sự quân đội. Thời gian tới, hai cơ quan thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng phạm tội, chú trọng nâng cao chất lượng tài liệu, nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp mới theo hướng mở rộng phạm vi trao đổi, phát huy kết quả của quy chế phối hợp. Cũng trong chiều nay tại Hà Nội, Ban Công đoàn Quốc phòng và Đoàn Công đoàn Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Hai bên đã giới thiệu khái quát chức năng nhiệm vụ tổ chức Công đoàn Quốc phòng của mỗi bên, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân trong quân đội. Hai bên nhất trí đề nghị lãnh đạo cơ quan chức năng của quân đội hai nước Việt Nam-Lào tiếp tục tạo điều kiện cho hai tổ chức Công đoàn Quốc phòng tăng cường giao lưu, tọa đàm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. Thông qua hoạt động này nhằm tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Tổ chức Công đoàn Quốc phòng Việt Nam và Công đoàn Quân đội Nhân dân Lào, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung giữa quân đội hai nước nói riêng. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 11, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức hội thi Tiếng nước láng giềng trong Bộ đội Biên phòng năm 2024. Các thí sinh tham gia tranh tài thi 4 kỹ năng nghe nói đọc viết ở phần thi cá nhân, thi tập thể với hình thức sân khấu hóa, trả lời câu hỏi trực tiếp và thi hùng biện. Mỗi phần thi không chỉ cho thấy khả năng sử dụng kiến thức Tiếng nước láng giềng mà còn thể hiện những mô hình hay sáng tạo của mỗi đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật và những nét văn hóa của Việt Nam với các nước bạn Trung Quốc, Lào và Campuchia. Hội thi nhằm đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếng nước láng giềng của các đơn vị Bộ đội Biên phòng, đồng thời cũng là dịp để các đơn vị cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức, cách làm hay, mô hình sáng tạo trong học tập ngoại ngữ. Hôm
Hôm nay tại Philippines đã diễn ra lễ khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 32, AAM32, với chủ đề tăng cường mối quan hệ hợp tác và tình hữu nghị hướng tới sự ổn định khu vực. Sau đây là những thông tin do phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đang có mặt tại Philippines gửi về. Giải bắn súng quân dụng lục quân các nước ASEAN lần thứ 32 quy tụ 10 đoàn xạ thủ xuất sắc nhất đến từ 10 quốc gia ASEAN với hàng trăm tuyển thủ nhằm tăng cường tình đoàn kết và tình bạn giữa quân đội các nước ASEAN. Đây là sự kiện thường niên nhằm giúp quân đội các nước ASEAN nói chung và lục quân các nước ASEAN nói riêng giao lưu, học hỏi, thúc đẩy hợp tác, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và sự phát triển chung của khu vực và thế giới. Sau lễ khai mạc diễn ra sáng nay, các trưởng đoàn đã tham gia bắn giao hữu và các vận động viên bắn súng quân dụng sẽ bước vào thi đấu các nội dung từ ngày mai 15 tháng 11. Đoàn tuyển thủ bắn súng quân đội nhân dân Việt Nam với 25 vận động viên sẽ thi đấu ở 5 nội dung gồm súng ngắn nam, súng ngắn nữ, súng trường, súng cabin và súng máy. Giải bắn súng AAM32 không chỉ là nơi tranh tài giữa các tay súng tài năng trong lực lượng vũ trang các nước ASEAN mà còn là dịp tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, rèn luyện kỹ năng và học tập lẫn nhau giữa các đoàn vận động viên. Đây cũng là cơ hội để lực lượng lục quân quân đội các nước ASEAN thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và đi vào chiều sâu, thực chất. AAM32 là cơ hội tốt để quân đội các nước ASEAN tăng cường hợp tác vì hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Trong những ngày tới, đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng quân đội nhân dân Việt Nam sẽ nỗ lực thi đấu. Phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam đang có mặt tại Philippines sẽ tiếp tục thông tin cập nhật về sự kiện quan trọng này. Thế Toàn từ Philippines. Các nội dung tiếp theo có trong bản tin. Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của chính phủ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 11. Hoa Kỳ kiểm lại phiếu bầu thượng nghị sĩ tại bang Pennsylvania. Trong khuôn khổ chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2024, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử K9 Đá Trông, Ba Vì, Hà Nội. Đoàn đại biểu đã thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cơ quan, đơn vị. Nối tiếp thành công của các năm trước, chương trình Hồ Chí Minh Hành trình khát vọng 2024 sẽ tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong vườn hoa thi đua yêu nước. Tại lễ báo công dâng Bác, các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc vinh dự được nhận huy hiệu Bác Hồ, phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tặng cho các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. Bộ Nội vụ khẩn trương đề xuất việc thành lập Ban chỉ đạo tổ giúp việc về tinh gọn bộ máy của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20 tháng 11. Đây là yêu cầu được nêu ra trong nghị quyết số 218 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thực hiện tổng kết 7 năm thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 290 đồng một lít xuống còn 19.450 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 250 đồng một lít xuống còn 20.600 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 340 đồng một lít xuống còn 18.570 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 310 đồng một lít về mức 18.980 đồng một lít. Dầu mazut giảm 390 đồng một kg về mức 16.000 đồng một kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 22 đợt tăng, 23 đợt giảm. Còn giá dầu có 20 đợt tăng, 25 đợt giảm.
Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên trên cả nước, chính thức áp dụng bệnh án điện tử trên toàn hệ thống bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 vừa qua. Sau 2 tuần từ khi triển khai hệ thống bệnh án điện tử, những điểm nghẽn trước đây ở bệnh viện Bạch Mai đã được tháo gỡ, như là quy trình khám chữa bệnh rút ngắn, không còn cảnh bệnh nhân và người nhà phải xếp hàng. Toàn bộ thao tác và dữ liệu xử lý trên máy. Khoa khám bệnh, bệnh viện Bạch Mai. Thay vì xếp hàng lấy số thứ tự, ghi thông tin vào sổ khám, đợi làm thủ tục đóng tiền, anh Doanh chỉ cần thao tác qua chiếc kiosk tiếp đón tự động này. Tình trạng các phòng khám, số lượng người đang chờ cũng được cập nhật để bệnh nhân chọn lựa. Tôi cũng thấy là rất là hữu ích cho người bệnh đến khám, tiện lợi và nhanh gọn, đỡ mình bỏ qua những cái việc như là phiền phức cho bệnh nhân, như là chờ đợi hay các thứ, là nó đỡ mất việc, tiện, đỡ khiến bệnh nhân đỡ cảm giác thấy xót ruột và mệt mỏi. Mỗi bệnh nhân có một tài khoản riêng, tất cả thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử bệnh lý và quá trình điều trị của bệnh nhân được lưu trữ và quản lý trực tuyến. Khi đến khám hay nhập viện điều trị, bệnh nhân chỉ cần mang theo chiếc điện thoại đã cài ứng dụng tích hợp thông tin, không cần mang theo giấy tờ. Đội ngũ y bác sĩ cũng quản lý hồ sơ bệnh nhân qua máy tính, thay vì những tập hồ sơ khổng lồ như trước đây. Tất cả các thông tin ấy bây giờ rất là gọn nhẹ, là mình chỉ cần có một cái máy điện tử đi kèm này và mình bấm vào là mình sẽ cập nhật được hết tất cả các thông tin về chụp chiếu, về xét nghiệm này, y lệnh thuốc này, tất cả những kế hoạch chăm sóc và những cái mà mình đã chăm sóc cho bệnh nhân là mình đều cập nhật qua bệnh án điện tử hết rồi. Thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho điều dưỡng, và cái bệnh án giấy này thì mình sẽ được tinh gọn nhất có thể và mình sẽ được dùng sang đây. Bên cạnh những ưu điểm, việc chuyển sang bệnh án điện tử cũng đặt ra một số thách thức về bảo mật thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu trước những cuộc tấn công mạng. Đại diện Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kỹ thuật để đảm bảo an toàn thông tin cho bệnh nhân. Bệnh viện đã tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ nhân viên về những cái tác vụ, những cái nghiệp vụ, những cái click chuột có thể tiềm ẩn cái nguy cơ gây ra là các cái mã độc có thể xâm nhập vào hệ thống, cũng như là những cái hệ thống tường lửa, và thường xuyên được rà soát kiểm tra để mà bảo đảm được cái an ninh an toàn về thông tin mạng. Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bệnh án điện tử, đồng thời đánh giá kết quả để góp phần nhân rộng, lan tỏa mô hình này đến các bệnh viện trên toàn quốc. Đến với phần tin quốc tế, cuộc đua giành ghế Thượng viện giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại bang Pennsylvania sẽ phải kiểm lại phiếu bầu trên toàn bang sau khi kết quả chưa chính thức cho thấy khoảng cách giữa hai ứng cử viên quá xít sao. Cơ quan nội vụ bang Pennsylvania, Hoa Kỳ cho biết, theo quy định, bắt buộc phải kiểm phiếu lại khi tỷ lệ chênh lệch giữa hai ứng cử viên dưới 0,5%. Tính đến ngày 13 tháng 11, ông Dave McCormick của Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ là Thượng nghị sĩ đương nhiệm Bob Casey của Đảng Dân Chủ khoảng 28.000 phiếu, trong tổng số hơn 6,9 triệu phiếu đã được kiểm. Tỷ lệ này nằm trong phạm vi 0,5%, bắt buộc phải kiểm phiếu lại theo luật. Các hạt ở Pennsylvania sẽ phải kiểm phiếu lại trước ngày 20 tháng 11 và hoàn tất vào ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương. Giới chuyên gia nhận định kết quả có thể sẽ không thay đổi nhiều, nhưng tính công bằng và minh bạch của cuộc bầu cử được xem là yếu tố then chốt, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua này có thể ảnh hưởng lớn đến sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa trong Thượng viện. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Đức mới đây, Thủ tướng Olaf Scholz đã kêu gọi các chính đảng trong cơ quan lập pháp tiếp tục hợp tác để thông qua các dự luật quan trọng trước khi diễn ra cuộc bầu cử mới. Theo Thủ tướng Scholz, tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ hiện tại sẽ được trình Quốc hội vào ngày 11 tháng 12 tới, và cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong ngày 16 tháng 12, trước khi cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2 năm 2025. Trong khoảng thời gian này, ông Scholz kêu gọi các đảng trong Quốc hội Đức nỗ lực thông qua những đạo luật rất quan trọng và không thể trì hoãn, như dự luật liên quan đến thuế thu nhập, trợ cấp trẻ em, sửa đổi luật cơ bản. Thủ tướng Scholz cam kết chính phủ đương nhiệm của Đức tiếp tục thực hiện các công việc của mình cho đến cuộc bầu cử mới. Về các vấn đề quốc tế, ông Scholz cho biết Đức cần tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ để đảm bảo mối quan hệ này tiếp tục phát triển tốt đẹp.
Hãng hàng không Jetstar, Qantas và Virgin Australia đã hủy nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay Denpasar ở Bali, Indonesia, sau khi núi lửa Liukutobi Laki Laki bắt đầu phun cho bụi cao tới 10 km. Đã có tới 84 chuyến bay bị hủy, trong đó có nhiều chuyến bay quốc tế đến từ Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc và một số thành phố của Australia, khiến hàng trăm du khách bị mắc kẹt. Các hãng hàng không đang trao cho những hành khách bị ảnh hưởng 3 cơ hội lựa chọn, gồm nhận hoàn tiền, đổi lịch bay hoặc đổi tuyến bay. Trước đó, núi lửa Liukutobi Laki Laki phun trào lần đầu vào ngày 4 tháng 11 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, cách Bali khoảng 800 km, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 16.000 người phải đi sơ tán. Bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.